cái tiệm này bán đồ mấy chục cả trăm cũ hai đứa đây làm chi trời cũng lâu dữ lắm mà mình với sen đá cũng học có mua một đôi giày hay một cái áo mắc tiền nào hết ở chỗ này mình với sen đá coi qua mạng mấy anh chị mua ở đây mà vô đây hơi ghén nha mọi người trước giờ nghe cửa hàng này bán đồ hiệu ai vô cũng chết in trăm cũ chục cũ hết trơn thêm cái nhìn mình sen đá cũng phèn chua luôn sợ nhân viên không thèm tiếp luôn á chứ nói có xác mắt có trứng đợt rồi mình sen đá có điên tiệm ăn phải tiệm này nha ai ăn mặc sang sang hay khách tây rồi đó ha vô là được tiếp ân cần luôn còn bên cửa hàng này các bạn chu đáo nhiệt tình thử như cũng được chân tay ta gì cũng không phân biệt niềm nở gì lắm mục đích là vô đây mua giày nhưng mà nhìn mấy cái xào quần áo mê quá vô thử đồ của người ta tham khảo chưa mua nữa, mặc đi lựa dài luôn. Vậy thì cũng đầy đủ mẫu mã hết trơn Mà về trong đây là chính hãng lại mới hoàn toàn Mấy cái đôi quốc dân A phép qua này trong đây cũng có bán luôn Lúc đầu là tưởng trong đây đồ cao cấp kiểu mười mấy hai chục triệu không Ai ngờ bình dân cỡ nào cũng có Người nước nào thì mấy bạn nhân viên trong đây cũng tiếp được Tiếng Anh mấy bạn một bụng luôn trời Thêm một cái là không gian ở đây cái mùi nhẹ nhàng Xà quần ở trong shop mà nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi đó Chưa mua được gì chân Mà mấy bạn nhân viên cũng nhiệt tình dễ thương vui vẻ à. thiệt tình với mọi người là mua mấy cái đôi này ngán tiền thiệt nhưng mà có cái dài chính hãng nó mang rất là bền hai đứa có hai đôi mang mấy năm trời chưa hư lựa xong vẫn chưa chọn bây giờ thử mới quyết định nè à kệ nếu mọi người không có size thì kêu mấy bạn nhân viên lấy size cho mình nha rồi thử hai đôi này sen đá nó đang hot hit dữ lắm nè bạn qua tính lợi thì nhìn nó cũng đẹp nhưng mà hai đứa không có ưng cái màu này mọi người qua ngó mấy cái đôi giót đành sen đá rồi thử cái đôi màu xanh rồi em thích em cứ thử thấy đẹp thì em cứ lấy thôi nói thì nói cũng hỏi trước coi nhiều một cái ai ngờ đâu cũng sinh viên quá trời luôn nè nói chung trong này đồ cao cấp hay đồ sinh viên bình dân cũng có đầy đủ hết ai muốn vô đây mua mà sợ sợ đôi nay cứ mạnh dạn nha à. rồi lựa tới lựa luôn một hồi tôi lấy đôi màu đen sen đá lấy đôi màu xanh hai đôi hơn năm cũ chút xíu Và trong lúc mấy bạn chuẩn bị thanh toán tính tiền thì tôi sen đá đi qua cái quầy bên này có mấy cái lắc tay trang sức phụ kiện nhiều lắm đèn đá đòi thử cái lắc ngọc trai ok cho em thử luôn đeo vô cái tay đen thùi lùi nhìn nó chọi quá nên thôi bỏ rồi bây giờ quay lại tính tiền ở e bán thì người ta bảo hành chính hãng đầy đủ cho mình luôn à khi mọi người mua đồ xong á thì mình đi xuống cái quầy lễ tân sẽ có một thùng gấp gấu Trời cái này sen đá phá dữ à cái này gấp không có tốn tiền mà sen đá còn thích nữa tuyệt vời vậy đó có dính đâu quên nói với mọi người cái địa chỉ nữa nè e nằm ở bên 46 đường hoa đào phường 2, quận phú nhuận nha